Hey, lên em luôn em ơi, là mình thầy béo của chị em ơi. Chai này đến từ thành phố Hồ Chí Minh nha anh em ơi. Thì cái xe này á là cổ phục chuyển ba lỏng lê lỏng lẹt luôn em. Đó anh em nghe không? Cụp cụp nha, chúng nó kêu cụp cụp. Rồi ok. Phục trước là hết pin luôn anh em, nhúng là hết ti luôn á. Là xe này em trai là đi từ Sài Gòn xuống để bảo dưỡng, làm full cho em trai về những thứ nào mà cần thiết nhất, như là mình làm về cái phần phục nè, cổ phục chẽn ba, làm nồi canh cò đó anh em thấy phục sau không? Phục sau là nhúng là không có cần mà dùng lực anh em, dùng hai ngón tay nhúng là nó xuống luôn đó. Em trai nói cứ mỗi lần mà chở khách nặng nhúng là nó kịch 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 ghê lắm. Còn về cái phần nồi của xe này thì kinh dị lắm nha anh em, tí xíu nữa mình sẽ cho anh em coi coi cái nồi xe này nó là cái thứ gì trong đây mà mình nói là kinh dị nha. Khi mà mình dở ra nè, vừa nhìn vô thôi là mình thấy cái này đã có biến rồi nha anh em. Anh em có thấy mấy con ốc nhỏ nhỏ mà nằm trên mặt nhôm nha, anh trai thợ trước nha, rất là ok nha, chịu chế lắm nha anh em. Thì nói chung là tùy theo sáng tạo nha, nồi của người ta là 3 lá sắt anh em, còn cái nồi xe này là 5 lá sắt luôn, nhưng mà 4 lá bố như bình thường. Chai này rất là chịu chế, anh chế tùm lum tà la trong cái nồi này hết á. Nói chung là không biết là chế có tác dụng gì, xài mới có được có 1 năm thôi mà banh chành xí quách luôn, tất cả mọi thứ đều là một giấc mơ. Rồi bây giờ dở ra nè, dở ra cho anh em coi nè, nó thảm họa tới cỡ nào. Này anh em, thay vì là cái mặt nhôm nó tiếp xúc với lá bố, còn này là ổng chế thêm là một cái lá sắt nữa tiếp xúc với lá bố, vì nó không mòn cái mặt nhôm. Anh em thấy không, chịu chế không? Thì nói chung á, mình nói cho anh em nghe nè, một cặp mặt nhôm này nó zin luôn nha, zin luôn, đồ hãng mới luôn, nó chỉ có mấy trăm ngàn thôi. Mấy anh em mà chế vậy nè, tiền công tiền kén nè, chế nó ra còn mắc tiền hơn là cái mặt nhôm zin mới nữa. Chung á, chế vậy nó phản khoa học nè, nó đi không có ngon, nó tiện vớt rồi tháp ốc rồi tùm lum mà vỗ rồi nữa. Nói chung á, làm sao mà nó chuẩn thẳng bằng cái mặt nhôm zin được, làm gì mất thời gian, mất công sức, mất luôn cả uy tín luôn. Còn về phần lá sắt nữa không, nó cháy đen thù lùi luôn, kèm theo là nó còn bị khuyết nữa nha anh em. Cái phần khuyết này á, nó sẽ phá lá bố. Cái lá sắt hình sao thì cái lá bố nó sẽ phá hình y hình là vậy luôn em, kèm theo là nó bào bố cắt côn nặng lên. Cái phần lá bố nha, thì cái lá sắt hồi nãy nó có những cái lằn khuyết á, thì cái lá bố này nó cũng y hình vậy luôn em. Thì cái lá sắt đó nó sẽ phá thì lá bố. Bây giờ anh em mà giữ lá sắt cũ này á, anh em hai lá bố rồi nó quậy cũng y hình vậy luôn nha. Anh em thấy không, nó bào bố nè, nó ra bố vậy á, nó làm cho ảnh hưởng rất là lớn về phần cái động cơ. Bố mà nó đóng đen vậy đó anh em, lỡ nó đi heo nhớt nè, nó bên lên trên phần đầu lòng, dẫn đến cái tình trạng lúp cam cò nè, rồi lúp lòng luôn. Tình trạng nó nặng hơn nữa là nó bị phần bích đường bơm nhớt, khi mà nhớt nó không bơm được đầu lòng là coi như dục hết luôn, banh chành hết luôn. Sau khi mà tiến hành tháo cái mặt nhôm trong rồi nè anh em, ổng cũng làm y hệt như cái mặt nhôm ngoài luôn đó, cũng chế cái lá sắt nằm ở trong. Chế cháo như vậy là đồ nó phải phát sinh rất là nhiều nha. Mình nói với anh em á, anh em làm một cái nồi zin đó giờ anh em chưa đụng tới, anh em chuẩn bị chừng 1,5 triệu thôi là nó dư luôn cả tiền nhớt, tiền này tiền nọ tiền kia, lọc nhớt đồ các kiểu, post bơm nhớt luôn em. Nhưng mà đối với những cái nồi mà hạ người ta quậy vậy nè, thì mình bắt buộc nó phải phát sinh ra cặp mặt nhôm nồi zin đó anh em. Cặp mặt nhôm nồi zin nó chỉ có mấy trăm ngàn thôi anh em. Ví dụ như mình xài tối đa tận dụng là cho khách, cái nồi zin của khách mình vớt lại làm khoảng 2 lần thì mình bỏ được anh em, mình thay cặp mặt nhôm nồi mới. Chứ mà anh em chế kiểu này rồi nó dẫn tới cái tình trạng ở sau nè, tháo ra thấy làm vậy rồi bôi thằng này bôi thằng kia, thợ nó vậy anh em, thằng này làm xong rồi không vừa ý thằng kia là bắt đầu nó sẽ bôi. Cái tiếng vọng cành cành là cái nằm chỗ này nha. Đó anh em thấy không, cái chỗ mà vừa tiếp xúc giữa cái nhông với cái nhôm anh em là nó bằng cao su, thì anh em làm vọng cành cành ở trên này 150 chỉ 150.000 thôi, nhưng mà vẫn phải chuẩn bị nhiều hơn để lỡ tháo ra nè tình trạng nó xấu như mấy cái xe này á, thì mình có cái để mình chữa luôn nha anh em. Quay về cái phần cái cổ hồi nãy tại sao mà lỏng le nha, thắng nó kêu cập cập là chỗ này anh em. Thì nói chung á là cái xe 350 xe 135 thì nó rất là thường xuyên bị cái vấn đề này. Thì anh thợ trước này ảnh cũng có làm gọi luôn anh em, thì ảnh làm theo công nghệ cũ, chơi cái kiểu mà lấy cái đục nè băm 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 cho cái chén gỗ nó không chạy xuống anh em. Thì cái kiểu này á làm ngay từ lúc đầu thì nó sẽ ok, lắp liếm qua khỏi mà khách được, nhưng mà sau này thì nó sẽ bị lỏng rồi nha. Thì mình khắc phục lại bằng cách đó là mình đắp hàng lên luôn em, cho nó dày lên, xong rồi mình tiện cho nó heo lại cái chén cẩu cũ, nó không có còn mà bị cái tình trạng mà lỏng le lỏng lẹt với lại là băm băm như nãy, nó sẽ bị xấu nha anh em. Cái cách này là mình làm vừa rẻ vừa hợp lý. Khi mà lên dốc nè, chụp cái thắng kêu cái cập thì cứ alo cho mình nha, mình ở Mỹ Tho thời gian mình sẽ khắc phục cho anh em được cái vấn đề này ha. Ngay lúc đầu mình nhận xe là mình đã nghe cái tiếng kêu re re cho nó đầu rồi, thì mình có nói với em trai là bây giờ anh sẽ hỗ trợ cho em canh cò cho nó đỡ cái tiếng kêu re re trên cái phần đầu. Thì nói chung á, cái phần mà canh cò này nó không có phát sinh nhiều anh em, chỉ mình tốn tiền thay nước mát thôi, sẵn dịp thì mình thay luôn. Xe anh em mình đi hao mòn thời gian thì cò là nó cũng phải hở, nó cũng phải kêu anh em, chứ sao mà không kêu được. Em trai này nói là cái xe của em tưởng là sên nhông dĩa nó kêu, nhưng mà không biết sao em thay sên nhông dĩa rồi em chạy qua đường tưng nó cũng kêu ra gạch ấy, là sắt nó đụng với sắt vậy anh kiểm tra mà em coi. Thì nó nằm ở phần heo dầu, xe mà mình chạy lâu quá, thời gian lâu ngày cao su nè phót đồ nó lỏng thì nó vẫn có cái độ rơi, thì sắt nó đụng với sắt thì bắt buộc nó phải kêu thôi. Mấy anh em mẹt 150 135 mà chạy qua đường tưng kêu cạch cạch ở phần
ngoài sau thì kiểm tra cái phần heo dầu sau này. Đĩa trước thì nó quá mòn rồi, em trai yêu cầu là hai cái đĩa zin, nhưng mà mình nói đĩa zin mắc lắm em ơi, mà thôi bây giờ hai đĩa kiểu đi, 200 mấy ngàn thôi em. Để phần phuộc sau nè, hồi nãy nhúng là không cần dùng lực luôn. Đây là nguyên cái bể dầu của cái phuộc sau ha, mình tháo ra mình thấy nó tệ quá rồi, bách nè, ống ti rồi banh chành hết rồi. Thì mình tư vấn cho em trai á là bây giờ hai luôn nguyên cái bể dầu ngoài sau luôn, chỉ sử dụng lại lò xo cũ thôi anh em, cho nó tối ưu ha. Nếu mà phuộc của anh em nào mà còn ok á thì mình phục hồi hai phốt lại sử dụng lại được. Quay lại về cái phần nồi thôi, thì cái nồi của xe này á là mình thay một cặp mặt nhôm nồi mới nè đó anh em, thấy không, mặt nhôm nồi là nhôm là phải tiếp xúc với lá bốn nha, chứ không phải là sắt tiếp xúc với lá bốn. Mình trả về zin không có tận dụng là cái nồi cũ của em trai được, thì đối với mình về zin chắc cứu anh em, để lỡ thằng em này sau này nó có đi đâu mà nó xa đi mà nó hư cái gì đó trục chặt giữa đường đi, thì mình tháo ra mình gặp những cái nồi zin này mình còn xử lý lại được. Còn mình gặp những cái nồi mà chế cháo nè, như cái nồi này á thì không có thể nào mà cứu anh em lại được á. Ví dụ như cái nồi zin đi thì mình đi giữa đêm giữa hôm người ta còn cứu lại được. Còn dòng cái thứ mà gặp mấy cái nồi như vậy á, ai mà cứu nổi. Lão bố đã sắt thì mình thay mới hết. Chai này là rất là chịu đầu tư vô cái xe nha em trai nói á. Bây giờ anh cứ cái gì mà anh thấy không được anh cứ thay cho em, thì mình cũng thay nha anh em. Nhưng mà cái nào tận dụng thì tận dụng, chứ không phải là cái gì cũng thay. Đá sắt là hai mới, lá bố là hai mới, trả về zin. Còn lò xo nồi nè, hồi nãy á, là đang sử dụng là lò xo nồi độ cho anh em, nặng lắm. Lò xo này là 3.0, rất là nặng. Mình trả xuống là lò xo nồi 2.6, cũng là lò xo nồi độ, nhưng mà nó nhẹ hơn là cái lò xo nồi mà chủ xe đang đi. Động cành cành anh em ơi, thì chỉ cần thay một bộ cao su chuồng heo mới vô thôi là nó đã ok. Tuy nó vẫn có độ gơ nha, chứ không phải là nó cứng nhắc cứng cộng. Gơ vừa phải, đưa cái tiếng vọng về vị trí ban đầu thôi anh em ơi. Sẵn kiểm tra mẹ em dây ga luôn, coi nó có bị vấn đề không, thì vừa tháo ra là thấy cái dây ga nó một mục rồi nha anh em, đó nó muốn đứt rồi đó. Cho nên đó là em trai này yêu cầu mình thay cho cộng dây ga mới, chứ để lỡ nó đi giữa đêm giữa hôm mà đứt một cái là mấy cái mã dây ga này cũng không có sẵn mà thay. Cái đồ xe 150 này người ta cũng mua sẵn rồi, tại vì hiếm khi nó mới hư không, tới thời điểm nó mới hư cho anh em. Cuối cùng châm nhớt thì em trai này chọn là nhớt Takadachi nha, cái dòng nhớt này chỉ có 180.000 một lít, full sin tổng hợp hoàn toàn, xe ga xe số đều dùng được. Thì mấy anh em hỏi mình đó là nhớt xe ga có đổi được xe số không, xin thưa là không, mà ngược lại nhớt xe số đổi vô xe tay ga thì được. Cuối cùng gáp áo chờ em trai gửi vô bãi sườn nha, cảm ơn em nha. Anh em nào có nhu cầu sửa chữa khắc phục đồ chơi lớp xe thì cứ tới mình nha anh em, Mỹ ở Tiền Giang nha. Cảm ơn em rất là nhiều nha anh em ơi.